Khi chúng ta có của, chúng ta nên bố thí mà đừng đợi tới trúng số. Có nhiều khi mình nói con nguyện khi nào trúng số cúng chùa hú hồn, rồi cả đời không trúng khỏi cúng à. Nói như vậy á có nghĩa là như thế này: cái quan trọng không phải là mình cúng nhiều cúng ít, mà cái quan trọng là cửa lòng chúng ta bắt đầu mở. Khi mà lòng chúng ta mở thì chúng ta thấy niềm vui, vui lắm. Xin thưa đại chúng á, là từ khi Pháp Hòa đến đây, hình như ngày nào cũng có công việc Phật sự ngoài những buổi ra đây sinh hoạt. Từ sáng giờ là đi đám tang, về là nghỉ được có không bao lâu là ra đây. Tuy có mệt nhưng không có buồn khổ, không có gì hết. Thành ra cái đạo Phật rất hay. Đức Phật khuyên những người nghèo đó nên bố thí. Hồi mới tôi xuất gia tôi không hiểu nghèo bố thí cái gì. Nghèo sạc mồng tơi không có các bạc bố thí cái gì. Nhưng mà không ngờ đạo Phật không đặt trên vấn đề vật chất, đặt trên vấn đề cái hiểu biết của mình, cái tâm của mình. Sở dĩ mình nghèo là bỏng sẻn, kiếp trước bỏng sẻn, kiếp này hà tiện, rít rống. Vì rít rống nghèo cho cái nghiệp nó đeo theo. Bây giờ rít rống nữa là khi sao sanh nghèo nữa, dài dài. Bố thí là bố thí cái gì? Chúng ta thấy Xá Lợi Phất xin có bà lão ăn mày đó. Nói con nghèo quá ngài ơi, tôi không có cái gì bố thí cho ngài hết. Xá Lợi Phất nói bà bố thí cái nghèo cho tôi. Thì bà lão kỳ, ông nghèo nói chuyện kỳ. Cái nghèo làm sao bố thí? Là bố thí cái tâm của bà. Một ngày bà đi xin được bao nhiêu? Có 2 đồng xu. Con ăn bữa trưa bữa chiều nhịn đói. Thôi giờ bà nhịn một bữa bà bố thí cho tôi được không? Có 2 xu mà ngài lấy làm cái gì? Không đủ đem cái cục kẹo cho ngài nhai nữa. À, bố thí cái tâm của bà. Một người có 10 tỷ rồi bố thí 8 tỷ dễ thôi. Một người có 2 đồng xu bố thí 2 đồng xu thì cái phước báo gấp cả 100 triệu lần người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ. Thì chúng ta lấy làm lạ, trời ơi 8 tỷ mà cái phước báo không bằng 2 đồng xu. Phước báo gấp tỷ lần. Thành ra mình không hiểu đạo Phật thì mình thấy nó kỳ lạ. Mà bố thí vậy thì kiếp sau làm sao? Bà lão này chết kiếp sau làm hoàng hậu. Có 2 xu mà sanh lên làm hoàng hậu. Từ sau là bà ngồi thiền bà tu, bà biết được tiền kiếp. Bà biết hồi trước là bố thí 2 xu mà lên hoàng hậu. Bây giờ mình bố thí mình xin nhà vua. Trong nhà vua có 10 cái kho vàng, kim can, hột xoàn. Bà hoàng hậu bà mới xin 1 kho. Nhà vua cho liền còn lại 9 kho. Đem hết 1 kho rồi bố thí cho dân. Mới gặp vị thiền sư ở trên núi mới hỏi: hồi trưa tôi ngồi thiền, tôi nhớ cái tiền kiếp tôi là bà lão ăn mày bố thí 2 xu, tôi là hoàng hậu. Bây giờ tôi bố thí hết 1 cái kho, trong kho trong vua có 10 kho, bố thí 1 kho. Kiếp sau tôi có phước báo cỡ nào? Nói phước báo của bà không bằng 1 phần tỷ của bà lão ăn mày. Lạ coi luôn vậy. Mà không nghe là bố thí ở cái tâm. Cái tâm là cái gì? Là cái hiểu biết, là cái linh hồn của quý vị. Cái này không chết, nó đời đời tiếp tiếp nó còn, và nó sẽ mang cái sắc thân mới. Lúc 26 tuổi, Trưng Gia Đại Sư dạy cho tôi. Bởi vì ngài nhìn thấy vấn đề gì đó của tôi. Những người có tuổi như ngài đều biết xem tướng. Trưng Gia Đại Sư lớn hơn tôi 39 tuổi, là thế hệ ông cha của tôi rồi. Khi đó tôi 26 tuổi. Ngài 65 tuổi. Ngài rất thích tôi. Thấy số mạng của tôi rất khổ. Điều này tôi biết, vì trước đây mẹ tôi đã xem bói cho tôi rồi. Trong mạng không có tài khố, tức là kho tiền rỗng không, không có tài khố, thì cả đời bạn sẽ không có tiền. Trong mạng không có quan ấn, tức là cho dù bạn làm nghề gì, bạn đều không thể làm lãnh đạo. Thậm chí chức trưởng thôn bạn cũng không có phận. Bạn chỉ có thể giúp đỡ người khác, nhưng bạn không thể làm ông chủ. Trong bạn không có quan ấn, hơn nữa là đoạn mạng.
Khi đoán tuổi thọ của tôi chỉ sống đến 45 tuổi, tôi tin tưởng. Tôi tin tưởng thọ mạng này chỉ có 45 tuổi, vì ba thế hệ trong gia đình tôi đã như vậy rồi. Ông nội tôi 45 tuổi đã chết, bác trai tôi 45 tuổi thì chết, cha tôi 45 tuổi cũng chết. Khi đó tôi nghĩ là điều này có thể liên quan đến di truyền, cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Chân gia đại sư dạy cho tôi phương pháp cải tạo vận mạng. Trong mạng không có tiền là do bạn trong đời quá khứ không tu bố thí, chưa từng tặng tiền cho ai, đúng không ạ? Đúng vậy, không bố thí tiền cho người khác, cho nên không có quả báo tài phú. Ngày dạy tôi tu, khi đó cuộc sống của tôi rất khó khăn, lấy đâu ra tiền chứ? Bản thân sống được qua ngày cũng là vấn đề rồi, thì lấy đâu ra tiền để bố thí? Chương gia đại sư hỏi tôi, một hào thì có hay không? Một hào thì có. Một đồng có hay không? Một đồng cũng hơi miễn cưỡng. Vậy thì con hãy bắt đầu bố thí từ một đồng, một hào. Vậy thì làm thế nào để bố thí? Khi đó vì vừa mới học Phật nên có khi đến chùa nhìn thấy trong chùa có phóng sinh, nên lấy sổ ra để ghi quyên tiền. Tôi quyên một hào, hai hào. Có khi nhìn thấy bố thí thuốc men, người nghèo bị bệnh không có thuốc nên góp chút tiền cho họ, tôi thì góp một đồng hoặc năm hào. Tôi bắt đầu bố thí như vậy. Sau này đúng thật là càng bố thí thì càng được nhiều. Bạn xem bây giờ có nằm mơ cũng không nghĩ được là tôi có thể bố thí 10.000 bộ Đại Tạng Kinh. Đây là điều không thể ngờ được. Mỗi một bộ có hơn 2.000 quyển phải không ạ? Mỗi bộ Đại Tạng Kinh có 120 quyển. 120 quyển à? Đúng vậy. Như vậy là 1.200.000 cuốn. Đúng vậy, chính là như vậy. Đây là sự việc không hề tưởng tượng nổi. Ngay một lần quyên tiền cho Hội Cơ Kim Thiếu Niên Di Động Trung Quốc đã hơn 30 triệu đồng. Có rất nhiều người ngạc nhiên vì ông lão này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi cũng không biết là tiền từ đâu đến. Tiền đến liền bố thí hết. Đúng vậy, cần là có. Thật sự là cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Họ không cho nhiều hơn cũng không cho bạn ít hơn. Cho nên tôi mới có lòng tin, càng bố thí thì càng có nhiều, càng có nhiều thì càng bố thí. Bạn không được giữ lại, tích tài tán đạo. Tài không thể tích giống như nước vậy, cần phải khiến cho nước sống, lưu thông. Bạn chặn lại không cho lưu thông thì nó sẽ biến thành nước động, nước ao tù, tương lai sẽ biến thành rãnh nước thối. Thế thì sai mất rồi. Cho nên có tiền, bạn thấy có nơi cần dùng thì cứ việc sử dụng nó.